Chương 531, Sông quan. Yêu tộc thủ bút. Khương Ngự Tiên trong lòng, sớm đã có một chút thô sơ giản lược ý nghĩ. Tại trong thiên diễn cảnh, hắn nghĩ khám phá vạn cổ cực cảnh, nhất định phải đánh vỡ thông thường, xong mở nguyên bản cảnh giới công xiền, mở ra một đầu càng bao la hơn đại đạo. Cái này mười phần gian khổ, cũng không dễ dàng. Nhưng người khác lòng tin, mình có thể làm đến bước này. Cái gọi là thiên diễn cảnh, chính là câu thông thiên địa, tiếp xúc đại đạo, lĩnh ngộ mộ một bộ phận thiên địa phép tắc cùng đại đạo chân nghĩa. Thậm chí, có thể mượn một tia thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, mà đại thiên sinh linh vốn là thiên địa quy tắc một bộ phận, ta dung hợp thái cổ thập hung sức mạnh chân linh, còn có kim sĩ đại bằng thiên phú phù văn, ngoài ra còn muốn tăng thêm chính ta vốn là có sức mạnh, nếu có thể mượn dùng cái này tất cả sức mạnh, cắm rễ ở hư vô ở giữa, ngược dòng tìm hiểu đến cái kia một tia bản nguyên thiên diễn cảnh cực cảnh tất thành, hương ngự tiên suy tư ở giữa đã là hành động, chỉ nghe quanh một tiếng từng đợt hiển hách tia sáng từ hắn quanh thân nở rộ ra đi, tiếp đó hóa thành một tôn lại một tôn quái vật khổng lồ. Đó là 11 tôn sinh linh mạnh mẽ. Chính là Chân Long, Nguyên Phượng, Kỳ Lân, Cửu Diệp Kiếm Thảo, Đã Thần Thạch, Lôi Đế, Cửu U Ngao, Côn Bằng, Thiên Giác Con Kiến, Cô, Lôi Đế cái này thái cổ thập hung. Mặt khác, Kim sĩ Đại Bằng Điểu Hư Ảnh cũng là liền hiện ra. 11 tôn ngang dọc thái cổ tuyệt đỉnh sinh linh, tất cả triển lộ ra hung hãn uy nghiêm, buông xuống tại cái này phương không gian ở trong. Đây là khương ngự tiên lực lượng trong cơ thể hình chiếu, bá đạo lạnh thấu xương, hung uy hừng hực. Hắn yên tĩnh ngồi xếp bằng, thân hình không tự chủ thăng lên giữa không trung, bị 11 tôn thái cổ bá chủ vần quanh, tựa như một tôn tuyệt thế thần vương đồng dạng, cao không thể chạm. Những lực lượng này đều bị hắn thôi động. Chân Long gào thét, Nguyên Phượng hú gọi, Cửu Diệp kiếm thảo giết ra vô tận kiếm quang, cung bằng lấy thương khung vì hải, ngao du không ngừng. Một màn lại một màn kỳ cảnh, lấy khương ngự tiên làm trung tâm, ba động ra rã rít không dứt thần lực, hạo đẳng trọng thiên. Mỗi một vị sinh linh trên thân đều có riêng phần mình quy tắc tại diễn hóa diễn sinh tiếp đó tựa như tạo thành xuất giác đồng dạng hướng về bốn phía giữa thiên địa kéo dài khuếch tán ra thật sâu cắm rễ tại mênh mông trong thế giới đây chính là cương ngự tiên mong muốn đột phá chi đạo hắn muốn nhờ những sinh linh này phát tắc câu thông thiên địa hấp thu đại thiên thần năng dung nhập tự thân mà thân thể của hắn phản phất trở thành một tôn bảo đỉnh lại giống một tôn thần lô không ngừng hấp thu những lực lượng này nếm thử cùng cộng hưởng theo trong lúc nhất thời đáy hồ trong không gian hình ảnh giống như khoảng trắng một dạng bao quát khương ngự tiên ở bên trong còn có 11 tôn thái cổ sinh linh tất cả lăng không bất động chỉ có mênh mông thần năng đang sôi trào gào thét đây là một chỗ tương đối quá trình khá dài dù là khương ngự tiên căn cơ sớm đã đánh cực kỳ kiên cố nhưng cũng không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành tại trong lúc bất tri bất giác liên tiếp 7 ngày chớp mắt liền qua mà tại ngoại giới lớn như vậy thiên viên phụ cận 10 vạn dặm đều đã bị yêu tộc cường giả triệt để phong tỏa thiên yêu điện điều tới đại lượng cường giả thì phải nhất cử trấn áp nhân tộc đế tử liền tại đây bên ngoài vòng vây một đám thiếu niên thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ta thiên lão đại cái này đi tới chỗ nào nơi đó liền không yên ổn a à? yêu tộc thủ bút này cũng quá lớn a à? nghe nói sáu vị yêu thánh trên trăm vị động huyền cảnh đại năng vô số ngự hư cường giả đều bị thiên yêu điện điều chỉnh đến nơi đây liền vì bắt giữ đại ca thật cmn dọa người loại này đội hình đổi lại ai tới đều phải tê cả da đầu a à? chỉ mong đế tử có thể thông dong lui ra ngoài a à? đám người ngươi một lời ta một lời hai mặt nhìn nhau tất cả chấn kinh vạn phần bọn hắn chính là gió vô cùng, huệ thủ đào, cố phượng tiên, cùng trận huyền chính người. Đi qua một thời gian gấp rút lên đường, rốt cuộc đã tới thiên uyên, liền gặp được loại này kinh khủng chiến trận. Vừa tới nơi đây, liền cảm nhận được trong hư vô cái kia vô cùng kinh khủng sức mạnh, có thánh uy đang tràn ngập. Cùng cuộn sát cơ điên cùng quẩn nhưỡng. Dù là sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, vẫn là bị kinh trụ. So sánh dưới trước đây thái sơ thánh địa những cái kia động tác cùng yêu tộc bây giờ tình hình so sánh đơn giản chính là trò trẻ con không thể không nói thiên yêu điện đối với lão đại thật đúng là xem trọng a à. nhìn thấy cảnh tượng như vậy đám người vốn đang nhẹ tùng tâm lý lập tức liền vạn phần khẩn trương đừng nói cương ngự tiên vẫn là thế hệ trẻ tuổi tu vi kém xa bình thường đại năng giả liền xem như một vị chân chính thánh tổ thân hãm nặng như thế vây ở trong cũng muốn bị giảo sát ở vô hình không nghĩ tới yêu tộc vậy mà lớn như vậy thủ bút cũng khó trách căn cứ bọn hắn lấy được tin tức lão đại có thể nói là đem yêu tộc quấy long trời lỡ đất còn cướp đi rất nhiều chí bảo dù ai đều những không dưới khẩu khí này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên thủ tại chỗ này. Đợi đến đế tử sau khi ra ngoài, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lăng tử yên nhìn qua phương xa nói. Nàng một đôi nhật nguyệt song đồng lưu chuyển ra âm dương nhị khí, nhìn qua phương xa, ý đồ nhìn thấy đại bàng trong sào huyệt cụ thể cảnh tượng. Nàng mà nói, dẫn tới tất cả mọi người gật đầu tán đồng. Lấy chính mình chính người này thực lực, căn bản không có khả năng cùng trời yêu điện đụng tới đụng một cái. Vạn nhất nhân tộc thân phận bị thấy rõ, tuyệt đối sẽ dẫn tới yêu tộc cùng nhau xử lý, tiếp nhận vô cùng kinh khủng nghiền ép bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy chịu chết. Dưới mắt vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Chuyện nơi đây, chúng ta chỉ sợ căn bản không xen tay vào được. Trước tiên thông tri của Thiên Tông A, điều động mấy vị thánh tổ tới, coi như không địch lại Thiên Yêu Điện, nhưng dầu gì cũng có thể ngăn được một hai. Bằng không đế tử đến lúc đó tứ cố vô thân, sợ là tình cảnh gian khổ. Cùng trận huyền cao mày, nói như vậy. Bọn hắn vụng trộn rời đi nhân tộc, nhưng vẫn là bị một đám trưởng bối phát hiện, truyền tin tới, mỗi người đều chịu đổ ập xuống một trận mắng to. Bất quá, cũng dò thăm tình báo hữu dụng. Bây giờ tình hình, chính xác không phải bọn hắn có thể can thiệp, liền tương trợ Khương Ngự Tiên cũng không quá khả năng. Biện pháp tốt nhất vẫn là truyền tin trở về, đem nơi này hết thảy báo cáo trưởng bối. Vô luận nói như thế nào, Cổ Thiên Tông bây giờ đã có 4, 5 vị thánh tổ, toàn bộ điều động mà nói, cứu ra đế tử, nghĩ đến cũng là không khó. Ta tới thông tri bọn hắn. Tần Vũ Khê nghĩ nghĩ, lấy ra truyền tin ngọc phù, đem nơi đây tình huống kỹ càng trình bày một phen. Sau đó không lâu, liền thu đến hồi âm tông chủ yêu cầu chúng ta lập tức ra khỏi yêu tộc, trở lại cổ thiên tông. Bọn hắn bên kia, đã chuẩn bị động thân. Nhưng chân chính chạy tới nơi này, còn cần một chút thời gian mới được. Chỉ mong đại bàng sào huyệt còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Tần Vũ Khê nói. Đại phòng thủ đào nghe xong, trực tiếp khoát tay chặn lại. Thật vất vả đi ra, ta mới không cần trở về. Bất kể nói thế nào, ta phải tiếp ứng đến lão đại. Đến lúc đó, cùng hắn cùng nhau trở lại cổ thiên tông. Hắn vẻ mặt thành thật nói lời này để cho tất cả mọi người trầm mặt xuống. Đoàn người tâm tư, cũng đều không sai biệt lắm. Tới đều tới rồi, ít nhất phải lại quan sát một phen, dù chỉ là tìm hiểu một chút tình báo cũng là tốt. Chương 532, Luân hồi chi lực dị tượng. Làm đại phòng thủ đào bọn người, đem yêu tộc tin tức truyền lại hồi cổ thiên tông sau, Giang Dập Tông, Triệu Triết, đại huyền bưu mấy người thánh tổ cấp nhân vật, lập tức động thân. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Dù là thực lực tạm thời không bằng yêu tộc, bọn hắn cũng nhất thiết phải xông vào một lần, đón về đế tử, từ này một ngày bắt đầu, các phương thế lực đều làm đủ chuẩn bị, đều đang nổi lên lôi đình một kích. liền xem như không biết chuyện bình thường yêu tộc cũng mơ hồ cảm nhận được một cổ không hiểu cảm giác áp bách, chưa bao giờ mà biết bên trong phát tán ra, làm cho người bị đè nén, phản phất có cái đại sự gì sắp phát sinh. trên thực tế đây hết thảy đều vây quanh cương ngự tiên mà bày ra. bất quá hắn lúc này vẫn thân ở đáy hồ không gian, tiến hành sau cùng xông quan, cũng không thèm để ý ngoại giới phát sinh hết thảy. hắn xếp bằng ở giữa hư không, giống một tôn tiên vương, tràn ngập sáng chói ánh sáng màu. chung quanh chân long kỳ lân công bằng nguyên phượng kim sĩ đại bằng mấy người hư ảnh vẫn như cũ ngang dọc tại bát phương phóng thích ra ngút trời hắc mà khí tức trên người bọn họ bản nguyên pháp tắc tại chấn động cùng không gian cộng minh lực lượng vô hình khuếch tán cắm rễ giữa thiên địa hấp thu đại đạo thần năng mà những thứ này thần năng cuối cùng tràn vào trong cơ thể của khương ngự tiên điêu khắc ở thần hồn của hắn ở trong in vào đồ đằng nguyên anh phía trên đây là một hồi thần dị đến cực điểm thuế biến đối với khương ngự tiên mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng yếu Thái cổ 11 tôn sinh linh mạnh mẽ, nhất là sớm đã hóa thành chân linh thái cổ thập hung, vốn là cùng Khương Ngự Tiên hòa thành một thể. Mượn nhờ những sinh linh này sức mạnh, Khương Ngự Tiên bây giờ tựa như sừng sững ở đại thiên thế giới phía trên, quan sát thiên địa vạn vật cùng mênh mông chúng sinh. Hắn giống như có thái cổ chí cường sinh linh góc nhìn, thấm nhuần vô tận huyền diệu. Hư vô ở giữa cái kia không thể nhận ra cũng không hoặc nắm lấy vô hình pháp tắc, bây giờ lại trở thành từng cây đường cong cùng xiên xích, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, bị hắn từng cái xem ở trong mắt. Hắn nếm thử câu thông, điều động một bộ phận pháp tắc, thế mà thành công. Theo hắn bàn tay ở giữa vạch ra từng đạo thần dị quỷ tích, kết xuất tối tăm ấn ký, mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện dị biến. Có kinh khủng hắc động xuất hiện, chợt lóe lên rồi biến mất, hư không vặn vẹo biến hình, giống như một cây dây gai giống như, sương tuyết từ cửu tiêu ngưng kết, dương dương sái sái xuống, một gốc cỏ nhỏ đột nhiên ở giữa không trung mọc ra, cấp tốc lớn lên, trở nên xanh biếc, tiếp đó lại rất nhanh khô héo, khô héo đi. Đủ loại quái dị tình cảnh, từng cái hiện ra. Đây chính là đại đạo pháp tắc sức mạnh sao? Thật đúng là bao la hùng vĩ, cực kỳ hùng vĩ a. À. Thương Ngự Tiên Nội Tâm không khỏi sinh ra vô biên cảm thán. Thiên địa vạn vật đều có đại đạo diễn hóa mà đến, chúng sinh cũng là thiên địa chi linh. Hắn bây giờ hiểu rõ một bộ phận phát tắc, thông qua thập hung sức mạnh suy diễn ra, khiến người sợ hãi thán phục. Ở trong đó ẩn chứa không gian, luân hồi, sinh mệnh mấy người chí cường phát tắc rất không tầm thường. Chỉ tiếc những lực lượng này, ta lúc này chỉ có diễn hóa, mà không cách nào mang đến lực chiến đấu mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng đủ chỉ cần ta lấy ra một bộ phận lực lượng phát tắc, không ngừng quan sát, đồng thời điêu khắc vào tự thân. Tại trong thiên diễn cảnh cái này đại cảnh giới, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trong chốc lát, khương ngự tiên thật sâu thở ra một hơi tới, nghĩ đến như vậy. Thiên địa rộng lớn, thế giới xuất hiện. Tục truyền, thế gian này có ba ngàn đại thế giới, tức vạn tiểu thế giới. Đối ứng ba ngàn đại đạo, tức vạn tiểu đạo. Mà bình thường sinh linh, có thể lấy ra một tia tiểu đạo, liền có thể thành đế làm tổ, đạp phá tiên môn ba ngàn đại đạo có năng lực chạm đến giả tất nhiên cũng là vạn cổ hiếm thấy nhân vật tuyệt đỉnh mà hắn khương ngự tiên chính là muốn làm dạng này người hắn cần lấy ra một con đường tới thành tựu tự thân ta luyện thành đại diễn thần ngục phát tượng luyện vạn pháp vì một lò lại gieo xuống một khoả hạt giống chờ mong mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái một ngày kia đồ đằng trong nguyên anh cũng chôn giấu một tia biến hóa khương ngự tiên do dự hồi tưởng đến chính mình tu vô luận là đại diễn thần ngục pháp tượng vẫn là đồ đằng nguyên anh, trong đó đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng hủy diệt chi năng, phách tuyệt thiên địa, quét ngang lục hợp bát hoang. Nhưng hắn cũng không muốn trên một con đường này đi đến đen. Lão mụ đã từng chỉ điểm qua hắn, cực hạn của cái chết chính là sinh, hủy diệt cực điểm, tức sẽ nên đón tân sinh. Cũng chính vì cái này lý niệm, khiến cho hắn tại pháp tượng cùng nguyên anh ở trong, chung xuống đạo chủng. Viên này đạo chủng, tức là tân sinh hy vọng. Hủy diệt bên trong, tích chứa tân sinh, lặp đi lặp lại giao thế, đây chính là ta muốn đi đạo. Đã như thế, vậy ta đạo là luân hồi tại thời khắc này khương ngự tiên đáy lòng bỗng nhiên hiểu ra hắn triệt để rõ ràng thứ mình muốn đạo là dạng gì cũng liền tại hắn muốn điều này thời điểm cả người trên thân chợt bành trướng lên như biển lớn vĩ đại thần lực ầm ầm một tiếng giống như đại đạo tại banh minh giờ này khắc này khương ngự tiên lực lượng trong cơ thể không cần khống chế của hắn liền cùng toàn bộ thiên địa cuốn quít lấy nhau tiếp đó cùng một con đường lớn gắt cao tương liên đạo tắc quỷ tích cùng đường công im lặng khắc họa tuyên tiến hắn mỗi một tấc máu thịt cùng thần hồn ở trong tan vào trong huyết mạch đại diễn thần ngục pháp tượng hiển hóa đủ loại thần diệu cảnh tượng lộ ra thiên lôi địa hỏa núi non sông ngòi sinh mệnh tử vong từng màn lộ ra đồ đằng nguyên anh phóng tới nhục thân kim quan rực rỡ nhưng lại không ngừng lấp lóe khi thì sinh cơ hừng hực khi thì nhược phong bên trong nến tàn khi thì lại không một tiếng động liền thương ngự tiên nhục thân cũng xuất hiện dị biến nhanh chóng lớn lên từ thiếu niên biến thành thanh niên lại đến lão niên tóc trắng xóa lập tức triệt để hủ đi ẩn vào hư vô hoàn toàn không thấy nhưng cũng không lâu lắm nơi đó lại xuất hiện một đoàn nhỏ xíu quan, rất nhanh đã biến thành một cái quan ngoãn, một đứa bé từ trong xuất sinh, bước vào tuổi thơ, lại khôi phục lại bộ dáng thiếu niên. Tất cả những điều này, đều đang diễn hóa, thật sự giống như một cái lại một cái luân hồi ở mảnh này không gian ở trong liền hiện ra. Đây chính là Khương Ngự Tiên Đạo. Hắn lấy ra một bộ phận luân hồi pháp tắc, điêu khắc tiến vào tự thân. Chính hắn cũng tại kinh nghiệm luân hồi sức mạnh tẩy lễ, đối với đầu này đại đạo lĩnh ngộ, càng ngày càng khắc sâu. Trên thực tế, không chỉ có là Khương Ngự Tiên mình tại trải qua đây hết thảy, thiên nguyên phụ cận toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một loại không tầm thường khí tức ngay sau đó bên trong phương viên mấy vạn dặm vạn sự vạn vật tất cả đang tiến hành luân hồi tất cả yêu tộc đều nhìn đối diện đồng đạo còn có chính mình nhanh chóng già yếu tiến tới một nát thành bùn phiến đại địa này sông núi cũng tại chôn vùi đây là làm cho tất cả mọi người sợ hãi muốn chết một màn ai cũng không biết xảy ra chuyện gì không cách nào phản kháng liền sáu vị yêu thánh cũng không thể nhưng cũng may đây hết thảy đi qua rất nhanh mỗi người đều từ trong tử vong phục sinh cũng không lâu lắm, lại lần nữa lớn lên, khôi phục trạng thái nguyên bản. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Làm sao sẽ xuất hiện bực này dị sự? Quá kinh khủng. Đó là luân hồi sức mạnh sao? Rất nhiều yêu tộc nghị luận lên, khó có thể tin. Vừa mới kinh nghiệm tất cả, giống như một giấc mộng, là như vậy không chân thực. Nhưng mỗi người đều biết mà biết, đó cũng không phải mộng. Mà là một hồi kinh khủng tuyệt luân, dị tượng. Chương 533, Đại đạo Pháp tắc kinh khủng. Ngự hư, tất cả yêu tộc toàn bộ đều kinh hãi từng đôi mắt trừng lớn như chung đồng hải nhiên vạn phần cái kia đến tục cùng là như thế nào một loại sức mạnh có thể thay đổi thiên địa vạn vật vừa mới cái kia một đoạn thời gian ngắn phản phất đã trải qua tan thương trăm vạn tái đồng dạng hết thảy đều đã trải qua luân hồi bọn hắn chân chính cảm nhận được ý thức của mình từng xuất hiện tịch diệt có lẽ là trong nháy mắt một cái chớp mắt lại giống chớp mắt vạn năm căn bản vốn không biết qua bao lâu vừa mới lần nữa khôi phục loại nhận thức này quá mức dọa người thế gian này vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Không chỉ có là bình thường yêu tộc, bao quát thiên yêu điện sáu vị mạnh đại thánh tổ, cũng là trong lòng chấn động không thôi. Vạn vật luân hồi, thiên đạo tuần hoàng, sinh tử giao thế. Đây là luân hồi sức mạnh. Của lực lượng này, đến cùng là từ đâu mà đến? Từng vị yêu thánh lên tiếng, ngữ khí vạn phần ngưng trọng. Xem như bây giờ đại hoang giới chí cường giả, bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ, cái kia luân hồi chi lực là từ đâu chỗ sinh sôi, tiến tới ảnh hưởng tới như thế một mảng lớn thiên địa. Bao quát bọn hắn sáu người ở bên trong, cũng không cách nào phản kháng một chút, giống như đã trải qua một phen sinh tử tiêu tan. Cái này quá kinh khủng. Thiên địa rộng lớn, vạn cổ tang thương. Từ xưa đến nay, vô số nhân kiệt hiện lên, trong đó không thiếu lĩnh hội đến một tia luân hồi chi lực tồn tại. Thậm chí thời thế hiện nay, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc ở trong, đều có một chút thần thông cùng pháp môn tồn lưu. Nhưng cái này pháp môn thi triển ra, chỉ có thể ảnh hưởng rất nhỏ một phiến khu vực, thậm chí số ít cá thể. Mà cái này, đã đầy đủ đáng sợ. Luân hồi chi lực vừa ra, có thế trong nháy mắt đổi thiên địa, gia tăng trên người đối thủ, nhưng tại trong chớp mắt làm cho kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, gọt đi một thân tu vi. Nhưng vừa vặn kinh nghiệm, lại hùng vĩ như thế, cái này không thể không khiến người cảm thấy kinh dị. Không cần hốt hoảng. Theo lão phu đoán chừng, vừa mới trận kia dị tượng, hẳn là đại bàng trong sào huyệt lực lượng nào đó kích phát sở trí. Thế gian này, chắc hẳn còn không người có thể nắm giữ khủng bố như thế luân hồi chi lực. Khổng Tước yêu thánh trầm giọng, mở miệng nói ra. Bên cạnh mấy người nghe xong, cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng chỉ có lời giải thích này. Bây giờ đại hoang giới, nhưng không có đáng sợ như vậy cường giả. Bằng không bực này tồn tại vừa ra, nhưng một lúc sau đem bọn hắn một đám yêu thánh đánh rớt phàm trần, lệnh vô số năm khổ tu hóa thành hư không. Đây tuyệt đối là thiên đế cấp nhân vật, mới có thể nắm giữ sức mạnh. Tới từ góc độ này nói, khả năng lớn nhất tính chất, chính là đại bàng trong sào huyệt xuất hiện dị trạng. Đây mới là giải thích hợp lý nhất. Nghĩ đến đây, sáu vị yêu thánh cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, yên lòng. Nhưng riêng phần mình cũng đánh lên 12 phần tinh thần nếu lại xuất hiện bất kỳ không thích hợp sự tình cũng tốt tại trước tiên ứng đối trong lúc nhất thời toàn bộ yêu tộc bộ hạ so trước đó càng thêm nghiêm túc lên mà gây nên tình cảnh như thế khương ngự tiên nhưng lại không biết ngoại giới tình hình hắn giờ phút này đã đến thời khắc quan trọng nhất hắn lợi dụng tự thân tu câu thông thiên địa lấy thiên diễn cảnh chi thân lấy ra một tia đại đạo căn phát hơn nữa thật sự thành công cái này sợi đại đạo phát tắc chính là luân hồi đại đạo một mảnh ấn ký hóa thành uốn lượng quanh co phù văn điêu khắc ở nhục thể của hắn cùng thần hồn phía trên khắc sâu tại mỗi một tấc máu thịt cùng đồ đằng trong nguyên anh điều này làm hắn từ bên trong ra ngoài tỏa sáng tân sinh trong lúc vô hình tự hồ cùng thiên địa đại đạo thân cận hơn tự như phải cùng hòa làm một thể theo thời gian trôi qua cảm giác này càng ngày càng khắc sâu hắn tâm niệm khẽ động bốn phía tình cảnh cũng là xuất hiện thần dị biến hóa lớn như vậy đáy biển không gian phản phất trở nên càng có sinh khí có cỏ một từ trong đất nảy mầm lộ đầu một mảnh giạt dào, tiếp đó vạn vật bộc phát nhưng rất nhanh dường như xuân đi thu tới hết thảy chậm chậm tàn lụi, thẳng đến triệt để yên lặng. Đây là luân hồi diễn dịch, tại trong khống chế cương ngự tiên. Lấy ra đại đạo, đặt vào tự thân, đây mới là thiên diễn cảnh tối cảnh giới chí cao a. Cương ngự tiên đồ đằng nguyên anh quý vị, trên thân hết thảy tia sáng chậm rãi tiêu tan. Hắn mở hai mắt ra, không khỏi cảm thán đứng lên. Bình thường thiên diễn cảnh, chính là câu thông thiên địa, tiếp xúc đến một bộ phận thiên địa phát tắc. Cơ hồ không có người có thế giống như hắn, mang tới một tia lớn đạo ấn ký, để bản thân sử dụng huống chi hắn lấy ra vẫn là luân hồi phát tắc vì ba ngàn đại đạo một trong đây mới là đáng sợ nhất cái này ta tại cái này đại cảnh giới bên trong xem như viên mãn hắn không khỏi nở nụ cười đối với lần này thành quả tu luyện phi thường hài lòng thiên diễn cảnh đạt đến cảnh giới như thế hắn có lòng tin có thể xưng vạn cổ tối cường mà cái này cũng chính là mục tiêu của hắn chỉ có điều ta bây giờ có thể điều động luân hồi chi lực còn hết sức có hạn tầm thường vạn vật sinh sôi cũng không đang nói phía dưới nhưng nếu dùng để đối địch cùng một cái đại cảnh giới hoặc cao ta một cái đại cảnh giới tồn tại có lẽ có thể dựa vào cái này miễu sát trong nháy mắt chém tới tu vi của đối phương làm cho kinh nghiệm sinh lão bệnh tử đại nạn sớm nhưng nếu là đối mặt mạnh hơn tồn tại có lẽ cũng có chút chốc khâm kiến trữ sau một lát khương ngự tiên lại tự lẩm bẩm đứng lên luân hồi đại đạo tuyệt không phải bình thường bình thường sự vật tự nhiên có thể trên diện rộng ảnh hưởng nhưng tu luyện nhiều năm sinh linh thân có cùng cuộn linh lực cũng có thể suy yếu hắn pháp tác lực ảnh hưởng tại cùng cảnh giới thậm chí cao hơn một cái đại cảnh giới đối chiến bên trong, luân hồi chi lực tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Mà nếu muốn vượt qua càng nhiều cảnh giới mà chiến, chính xác vẫn là gian khổ. Bất quá hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Vẹn vẹn một đạo luân hồi pháp tắc, liền có hiệu quả như thế, tuyệt đối là long trời lỡ đất. Thiên diễn cảnh viên mãn, là thời điểm đột phá đến ngự hư cảnh. Đến lúc đó, liền xem như đụng tới động huyền cảnh, ta cũng không sợ. Khương Ngự Tiên trầm ngâm chốc lát, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng hừng hực. Thiên diễn sau đó, chính là ngự hư, động huyền, lại sau này, nhưng là thánh tổ, thiên đế. Càng về sau, cảnh giới chênh lệch, liền càng là cực lớn. Giống như khương ngự tiên trước kia, thậm chí có thể vượt qua hai ba cái đại cảnh giới, lực khắc cường địch. Nhưng gần nhất cái này một, hai năm, cực hạn của hắn chính là xóa đi một cái đại cảnh giới khoảng cách, trấn sát đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn có cao hơn ước mơ. Chỉ cần đột phá đến ngự hư cảnh, lấy hắn thủ đoạn, tuyệt đối có thể chém ngược ngự hư cảnh cao giai thậm chí viên mãn tồn tại. Mà có luân hồi pháp tắc gia trì, tất nhiên có thể phá động huyền cảnh hàng rào, cường sát tuyệt thế đại năng giả. Đây là đại đạo phát tắc, ban cho cường đại lòng tin. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lần nữa nhắm mắt màn, tiến vào sau cùng sông quan giai đoạn. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong không gian phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Quan mang mãnh liệt tràn ngập, che mất hết thảy. Ở đây giống như đã biến thành biển ánh sáng, thần năng lăn lộn, sôi trào không ngừng, hạo đảng trọng thiên. Khí thế kinh khủng, càng ngày càng là kịch liệt. Đối với cương ngự tiên tới nói, đại cảnh giới hàng rào hầu như không tồn tại chỉ cần hắn nguyện ý, rất lâu phía trước, là hắn có thể xông phá ngự hư cảnh. Chỉ có điều, hắn như thế vẫn còn chưa đủ. Bình thường xông quan quá mức bình thường, tại lui về phía sau tu hành vô ích, kéo xuống hạng cuối. Hắn muốn làm, liền muốn làm đến vạn cổ tối cường. Hôm nay, thời cơ đã thành thục. Theo quanh một tiếng, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên bay lên, tràn ngập cửu tiêu. Đại cảnh giới hàng rào, tại một lúc sau bị đánh vỡ, không trở ngại chút nào. Ngự hư cảnh, nước chảy thành sông. Chương 534, lĩnh vực, nhân tộc đế tử mau tới nhận lấy cái chết. Cái gọi là ngự hư cảnh, chính là thiên diễn cảnh kéo dài. Tại cái này đại cảnh giới ở trong, đem cùng thiên địa đại đạo càng thêm phù hợp. Ngự pháp thừa cơ, thân dung đại đạo. Đạt đến bước này người tu luyện, đặc thù rõ rệt nhất, chính là lợi dụng thiên địa quy tắc, đang dệt ra thuộc về mình đặc hữu lĩnh vực. Ở mảnh này lĩnh vực bao trùm phía dưới, chính mình chính là tuyệt đối chúa tể. Thiên địa vạn pháp, đại đạo thần năng, tất cả ở trong lòng trong một ý niệm. Loại này lĩnh vực cực kỳ khủng bố. Từ mức độ nào đó tới nói, pháp tượng cảnh hình thành cũng là một loại lĩnh vực nhưng cùng ngự hư cảnh lĩnh vực lại tồn tại trên bản chất khác biệt pháp tượng cảnh lĩnh vực chính là từ tự thân thả ra lấy một thân tu xem như khởi nguyên linh lực sôi trào mãnh liệt bao trùm quanh không trung mà tới được hư hư cảnh đã không phải đơn giản như vậy đại đạo pháp tắc xen lẫn dây dưa tựa như một tấm vô hình lưới lớn nhưng tại một lúc sau cải thiên hoán địa hai người này khác nhau giống như trời vực căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ quả nhiên a à ngự hư cảnh đã chân chính bắt đầu trưởng khống một bộ phận thiên địa phát tắc, vượt xa thiên diễn cảnh. Loại cảm giác này, thật đúng là mười phần mỹ diệu. Đáy hồ trong không gian, hư Ngự Tiên từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Hắn hai con ngươi híp lại, cẩn thận lãnh hội mình cùng thế giới này ở giữa cảm ứng. Giờ khắc này, hắn giống như là trở thành thiên địa quy tắc một bộ phận, cùng đại đạo cộng minh, sinh ra rung động. Tiếp đó tâm niệm lóe lên, chung quanh cũng không kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Nhưng sâu xa thăm thẳm ở giữa, lại có vô hình đại đạo dấu ấn đang diễn biến huyễn hóa giống như tạo thành một phương lồng giam bao trùm to lớn một phiến khu vực ở trong khu vực này có luân hồi chi lực tại im lặng chảy xuôi giống như tuyệt thế ma bàn đồng dạng nghiền ép vạn vật xóa bỏ hết thảy nơi đó không gian tại liên miên chôn vùi tình cảnh đáng sợ những cảnh tượng này đều tại cương ngự tiên cảm giác phía dưới hắn tự hỏi trước mắt thực lực sau so trước đó đâu chỉ tăng trưởng gấp trăm lần đây chính là ngự hư cảnh cảm giác lĩnh vực chi lực thật đúng là phi phàm cương ngự tiên khóe miệng nổi lên nụ cười trong lòng vô cùng hài lòng. Mười mấy tuổi ngự hư cảnh, tin tức này nếu như bị ngoại giới biết được, chỉ sợ lại muốn nhấc lên vô số người kinh hải a. Bất quá hắn cũng không để ý những thứ này. Lần này đại bàn sào huyệt hành trình, không chỉ tu vì đột phá, còn thu hoạch tràn đầy, tính là không uổng đi. Mà bây giờ, cũng là thời điểm chuẩn bị trở về. Một lát sau, Hương Ngự Tiên trong miệng nỉ non nói. Hắn đi tới yêu tộc đã có kém không nhiều thời gian một năm. Ban đầu, là bởi vì Thái Sơ Thánh Địa mấy vị thánh tổ liên thủ truy sát, mới luôn lạc tới tình cảnh chạy trốn, chỉ có điều sớm tại cái kia phía trước khương ngự tiên liền làm tốt chuẩn bị hắn lưu lại cửu kiếp thiên liên tám quả hạt sen đủ để cho cổ thiên tông nhóm thế lực tạo ra được tám vị cường đại thánh tổ tính thời gian một chút đến bây giờ chắc có một số người đã thành công đột phá đến loại này thời điểm coi như mình trở lại nhân tộc thái sơ thánh địa cũng không cách nào làm gì hắn mà lần này yêu tộc hành trình hắn chính xác thu hoạch cực lớn tối chủ tới vẫn là bắt nguồn từ lần này đại bàn sao huyệt thánh dược lấy được một đống thậm chí còn có đế phẩm bảo dược nhưng những này còn không tính cái gì đầu to vẫn là hoàng kim thần thụ, kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, đại bàn thú con mấy dạng này. Đây đều là thái cổ còn để lại thần vật, đầy đủ tạo ra được một phương tuyệt đỉnh thánh địa. Tương lai, có thể khiến người ta tộc thu hoạch không hết, sớm một chút từ trong tử vong hung triều đau đớn tỉnh lại. Ầm ầm. Ngay tại trong lòng Khương Ngự Tiên suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, mảnh không gian này đột nhiên phát ra kịch liệt quanh minh, không ngừng lay động. Liền Khương Ngự Tiên tu vi, đều khó mà trong hư không đứng thẳng, muốn ngã xuống. Đại bàn sào huyệt muốn một lần nữa trốn vào hư vô sao? Khương Ngự tiên ngẩng đầu, nhìn về phía tứ phương, nhẹ giọng tự nói. Tiểu Kim rơi vào trên vai của hắn, màu vàng đầu điểm một chút. Nửa tháng trước, nó liền đã nói với Khương Ngự Tiên tin tức này. Cái này phương không gian chính là thái cổ kim sĩ đại bằng điểu lưu lại, mục đích chính là sàng lọc chọn lựa phù hợp người, đem thú con giao phó. Mà cuối cùng, chính là Khương Ngự Tiên lấy được hoàng kim thần thụ, đồng thời lấy kim sĩ đại bằng điểu thiên phú phù văn, lệnh tiểu kim thân cận. Đại bàng sào huyệt sứ mệnh đã hoàn thành. Kế tiếp, nó đem một lần nữa trốn vào trong hư vô đương, biến mất không thấy gì nữa có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lại lần nữa hiện ở thế thái cổ kim sĩ đại bằng hết thảy tất cả vào khoảng trong bụi bậm chôn vùi tiêu thất vô hình tiểu gia hỏa không cần thương cảm chờ ngươi trưởng thành ngày khác nhất định đem tái hiện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thái cổ thần uy khương ngự tiên nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm túc nói thời khắc này tiểu kim thần sắc rõ ràng có chút thương cảm bộ dáng đây là nhà của nó là nó ngay người vô số năm chỗ cũng là nó phụ mẫu di lưu chi địa mà bây giờ sẽ hoàn toàn tiêu thất nghe được khương ngự tiên an ủi Tiểu Kim cũng là trịnh Trọng gật đầu. Thái cổ thập hung, Kim sĩ đại bằng điểu mấy người ngang dọc Thái cổ thời kỳ tuyệt thế sinh linh đều bởi vì một hồi loạn lạc mà diệt vong, cơ hồ hoàn toàn biến mất vết tích. Nhưng thế gian này có thể nào không có Kim sĩ đại bằng? Chính mình xuất thế, tự nhiên là muốn nghịch tiêu mà lên. Lệnh Kim sĩ đại bằng điểu ngập trời thần uy, lần nữa nở rộ tại thế gian. Nó Tiểu Kim, đem dựa vào chính mình vô địch huyết mạch, lệnh thiên hạ vô tận sinh linh cúi đầu. Có lẽ đây hết thảy sớm đã có định số. Làm tốt chính mình, mặc vấn tiền đồ chỉ cần chúng ta dùng hết tất cả, cho dù là thiên đạo ngăn cản, ta cũng muốn đem đánh rớt bụi trần. Khương Ngự Tiên đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ banh liệt hào khí, nhịn không được lên tiếng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn cùng với tiểu kim trên thân đều bịt kín càng sáng chói kim quang. Là bên trong vùng không gian này sức mạnh đang chấn động, đem bọn hắn cách ở mặt khác một vùng không gian. Tiếp đó chung quanh tình cảnh dần dần bắt đầu trở nên nhạt, sắp hoàn toàn biến mất. Mà tình huống như vậy, đồng dạng phát sinh ở trên huyền không đảo trên người mỗi một người. Hòn đảo bên ngoài không gian, Đại bàn sào huyệt phạm vi bên trong đều là như thế. Mỗi một cái tiếng vào nơi này sinh linh đều bị cô lập ra đi. Lập tức chỉ nghe tông một tiếng, tình cảnh trước mắt lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có một mảnh cao thấp chập trùng sơn mạch, thương xanh biết lục vạn dặm trường không trải ra, trời xanh mây trắng. Đi ra, cuối cùng đi ra. Nơi xa có yêu tộc phát ra reo hò. Bọn hắn tiến vào đại bàn sào huyệt sau đều có không giống nhau kinh nghiệm, có thể đi bên trên huyền không đảo số ít yêu tộc lại gặp phải không muốn quay đầu quá khứ mỗi người bọn họ đều vốn nên thu hoạch tràn đầy. Nhưng lại có một vị tiểu ma vương tại mấy ngày trước hoành không giết ra, đem tất cả người đều cướp sạch một lần, mau đều không cho lưu lại một căn. Thẳng đến lúc này rời đi đại bàn sao huyệt, trong lòng mỗi người đều bị khuất vô cùng. Nhất là thiên yêu điện hãy còn còn sống bốn vị trẻ tuổi thiên kiêu. Bởi vì cái này nhân tộc đế tử, bọn hắn càng là ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm, giống chuột bốn phía ẩn nút. Hôm nay, cuối cùng đã tới bọn hắn có thể rửa sạch nhục nhã thời gian. Chỉ có thanh thiên bằng nhất tộc, xà làm, Viên đại mãnh bọn người, tâm tình đều tính toán không tệ, dù sao nhân tộc đế tử cũng không có cướp sạch bọn hắn. Nhưng bọn hắn đều rất cẩn thận, không dám bại lộ mình cùng nhân tộc đế tử quan hệ. Mà ở ngoại vi, vô số đôi mắt lúc này đều nghiêm mật quét mắt ở đây. Nhân tộc đế tử ở đâu? Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên một thanh âm kêu to, thịnh nộ không thôi. Chương 535, nhân tộc đế tử hiện thân di động bảo tàng. Nhân tộc đế tử ở đâu? Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Kèm theo đạo này bá đạo vô song thanh âm đàm thoại, một hồi ngút trời hắc mà khí thế như như hồng thủy bao phủ cả phiến thiên địa. Trong vắt trường không trực tiếp ngưng kết, vô số yêu tộc trong nháy mắt ngạc thở, không thể nhúc nhích. Có yêu thánh ra tay rồi. Hung hãn thánh uy phát tiết, hung hãn tuyệt luân, vi áp cường đại giống như thủy triều thẩm thấu mỗi một tấc không gian. Vùng đất này trực tiếp bị phong tỏa. Ngoại vi yêu tộc cũng sôi trào, từng đôi mắt tách ra sóng radio mang, tìm kiếm khắp nơi, ý đồ tìm được cái này nhân tộc đế tử tung tích. Nhân tộc đế tử còn không mau mau hiện thân. Ta yêu tộc đã phong thiên tỏa địa coi như ngươi đã mọc cánh, cũng không trốn thoát được. Cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không bằng thúc thủ chịu trói, cũng tốt thiếu chịu chút đau khổ. Bằng không đợi chúng ta đem ngươi bắt được, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Một chút yêu tộc cường giả kêu to, tạo thành uy hiếp vờ, à, muốn lấy lời nói trấn trụ vị kia nhân tộc đế tử. Thân hãm phong tỏa bên trong yêu tộc người, bao quát thanh thiên bằng nhất tộc, hùng thiên sơn, hổ ba, viên đại mãnh bọn người, còn có thiên yêu điện bốn vị trẻ tuổi thiên kiêu ở bên trong, ai cũng thắp cả người phát lạnh. Khi tìm thấy nhân tộc đế tử phía trước, bọn hắn cũng có hiềm nghi bị sát khí mãnh liệt xuống lại thần hồn run rẩy một chỗ ngóc ngách bên trong khương ngự tiên cũng là đạp không mà đứng lúc này hắn lại đổi một bộ diện mạo không còn là chính mình nguyên bản bộ dáng cũng không dịch dung thành bằng kinh thiên dáng vẻ đại bàn thú con tiểu kim cũng bị hắn thu ở trong ngực che đậy hết thảy khí tức những lão già này thật đúng là thủ bút thật lớn a à? vì bắt được ta thế mà vận dụng nhân thủ nhiều như vậy khương ngự tiên trong lòng suy nghĩ khóe miệng lộ ra một vẻ chế dẻo hắn thủ đoạn khẽ đảo một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay, chứa huyền không đảo lên đến đại bàn tinh huyết. Chỉ cần một giọt tinh huyết, liền có thể triệt để kích phát hắn tu kim sĩ đại bằng điểu thiên phú phù văn, khiến cho hắn tại trong một khoảng thời gian nắm giữ thế gian cực tốc. Dùng cái này tới thoát khỏi sáu vị yêu thánh, tự nhiên không thành vấn đề. Đám lão già này, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Trong lòng Khương Ngự Tiên tự nói, hắn đang tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp, nuốt vào đại bàn tinh huyết, trực tiếp ly khai nơi này. Mà tại cùng trong lúc nhất thời, phương xa một bọn người trong đám, tám chính đạo thiếu niên thiếu nữ thân ảnh tụ tập tụ tập chính là huệ thủ đào gió vô cùng độc cô chính lăng tử yên bọn người nhìn xem bị thiên yêu điện vây quanh đám người huệ thủ đào đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm gió vô cùng một chút gió vô cùng ngươi có phải hay không còn có một cái song bào thai ca ca hoặc đệ đệ ngươi nhìn người kia thế mà cùng dung mạo ngươi một mau một dạng hắn vừa nói một bên chỉ hướng mới vừa từ đại bàn trong sào huyệt hiện ra những thân ảnh kia gió vô cùng nghe nói khuôn mặt không khỏi tối sầm lại một cái tát liền hô đi qua nhưng bị huệ thủ đào linh hoạt né tránh thật đúng là a à. đám người toàn bộ đều kinh ngạc ánh mắt rơi vào cái kia cùng gió vô cùng tướng mạo người giống vậy trên thân các ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu vậy khẳng định chính là đại ca a à. gió vô cùng cho dù có sông bào thai ca ca hoặc đệ đệ cũng không khả năng xuất hiện tại yêu tộc a à. chỉ định chính là đại ca dịch dung trở thành bộ dáng của hắn muốn đục nước béo cò thoát khỏi thiên yêu điện tập sát một bên dương tiêu do dự một tiếng nói như vậy lời này lập tức dẫn tới tất cả mọi người ngoạn vị ánh mắt trên mặt phản phất đều viết yêu mến thiểu năng trí tuệ bốn chữ liền ngươi dương tiêu là người thành thật đều sự tình rõ ràng như vậy ai còn nhìn không ra ngoại trừ đế tử còn có ai sẽ ngụy trang thành gió vô cùng dáng vẻ a à. lập tức dương tiêu cũng phản ứng lại không khỏi một mặt biểu tình lúng túng cái kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đại ca bị một đám yêu thánh vây quanh chỉ định không phải là đối thủ a à. hắn coi như muốn tránh cũng không tránh thoát dương tiêu hỏi lần nữa từ đại bàn trong sào huyệt đi ra ngoài người cũng không coi là nhiều coi như kiểm soát từng cái đi qua cũng rất nhanh liền có thể phát hiện đại ca thân phận chân thật lừa không được bao lâu đám người bọn họ trong nháy mắt dựa sát cấp bách không ngừng suy tư tự hỏi tiếp ứng biện pháp của hắn không có biện pháp khác chỉ có thể chúng ta ra tay thay đổi vị trí thiên yêu điện lực chú ý cho hắn tạo cơ hội lúc này lăng tử yên mở miệng nói ra nàng song đồng lưu chuyển âm dương nhị khí sắc mặt nghiêm túc nói dựa theo ý nghĩ của nàng chính mình mấy người khẳng định muốn bại lộ đến lúc đó, bị đuổi giết chính là bọn hắn. Một cái sơ sẩy, làm không tốt liền muốn toàn quân bị diệt, ở đây bị yêu tộc một mẻ hốt gọn. Ta đi dẫn ra bọn hắn, các ngươi đi tìm đế tử. Bỗng nhiên, một đạo hơi có vẻ thân ảnh cô đơn đạp không mà ra, cấp tốc thoát ly đội ngũ, hướng phương xa tìm hành tới. Mấy người còn lại nhìn xem rất nhanh biến mất không thấy gì nữa độc cô chính, toàn bộ đều sửng sốt một chút. Đừng ngốc đứng. Đi, đi tiếp ứng đế tử. Chờ độc cô chính vừa ra tay, chúng ta muốn tạo ra điểm hỗn loạn, cho hắn tạo cơ hội thoát ly cố phượng tiên nói nhanh đám người đồng thời gật đầu đồng loạt bay về phía trước phút đi xuyên qua số lớn yêu tộc đám người hướng về vị trí trung tâm tiếp cận mà lúc này đây thiên yêu điện cường giả đã lại không kiên nhẫn tại sáu vị yêu thánh giám sát phía dưới rất nhiều đại năng giả trực tiếp tiến lên bắt đầu từng cái si ra mới vừa rời đi đại bàn xào huyệt đám người khương ngự tiên trong tay nắm vuốt bình ngọc đang muốn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý phục dụng một giọt đại bàn tinh huyết nhưng đột nhiên nơi xa bỗng nhiên vang lên một hồi oanh minh khí thế hạo đảng ta à, chính là nhân tộc đế tử, bằng các ngươi những thứ này tiểu tạp toái, cũng dám ngăn đón ta. Một cái non nớt nhưng giọng điệu bá đạo âm thanh, ở trong hư không vang dội. Ánh mắt mọi người, tất cả đều bị hấp dẫn tới. Tiếp đó thì thấy một vị thiếu niên thân ảnh, chợt hoành không mà ra. Hắn tựa như một tôn thái cổ hung thú giống như, một quyền đập ra, liền đem phía trước năm, sáu cái yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, đánh thành thịt nát. Chỉ một thoáng, chung quanh hắn tạo thành một mảnh khu vực chân không, trẻ tuổi yêu phóng căn bản không dám tiến lên thiếu niên không chút nghĩ ngợi trực tiếp bóp nát một khối truyền tống ngọc phù cất bước mà vào thân ảnh biến mất không thấy một màn này tới quá mức đột nhiên tất cả mọi người đều sửng sốt một lát công phu nhưng rất nhanh đông đảo yêu tộc liền phản ứng lại nhân tộc đế tử hắn chính là nhân tộc đế tử hắn đã lặng lẽ tìm hành đi ra nhanh bắt lại hắn tuyệt đối đừng để cho hắn chạy trốn truyền tống trận mau đuổi theo tung truyền tống trận quỷ tích đuổi theo rất nhiều yêu tộc cường giả trống to vừa phẫn nộ lại phấn chấn tức giận là cái này nhân tộc đế tử lại giảo hoạt đến nước này, vô thanh vô tức liền thoát đi yêu thánh vòng vây, còn tốt bị thế hệ trẻ tuổi phát hiện. Mà phấn chấn là, hắn cuối cùng hiện thân. Nhân tộc đế tử, đó chính là một tòa di động bảo tàng A. Trên người hắn có bảo vật, nhiều lắm. Mỗi một kiện, cũng là khoáng cổ tuyệt kim, thế gian khó tìm. Lại thêm đại bàng trong sào huyệt thu hoạch, không cách nào không khiến người ta vì đó thèm nhỏ giải. Liền xem như thiên yêu điện yêu thánh, chỉ là suy nghĩ một chút cũng theo đó động dung. giết A, cầm xuống nhân tộc đế tử, chia cắt chí bảo. Nhanh nhanh nhanh, nhất định muốn bắt được tiểu tử kia. Trong lúc nhất thời, tràn diện đại loạn, toàn bộ yêu tộc bộ hạ đều hành động. Tất cả mọi người mục tiêu, toàn bộ đều hướng về phía thiếu niên kia biến mất phương vị mà đi. Chương 536, hội hợp. Mang các ngươi tại yêu tộc lãng bên trên một phen. Nhân tộc đế tử đột nhiên xuất hiện, lệnh yêu tộc trong lòng đại loạn. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà tại trong bất tri bất giác nhảy ra vòng vây, giết đến ngoại vi, lại thúc giục truyền tống trận phù trốn được nơi xa chỉ một thoáng tất cả yêu tộc cơ hồ đều tại đồng thời hành động mỗi người mục tiêu cũng là nhất trí bắt giữ nhân tộc đế tử chia cắt chí bảo cho dù là bình thường yêu tộc chỉ cần bắt lấy hắn lập xuống ngập trời công lao cho dù không thể phân trên người bảo vật cũng tuyệt đối sẽ chịu đến thiên yêu điện thiên đại ban thưởng đây là hiếm có cơ duyên không dung bỏ lỡ giảo hoạt tiểu tử nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào sáu vị yêu thánh con mắt cũng lập tức đỏ lên âm thanh hung dữ mở miệng nhân tộc đế tử lẫn vào yêu tộc bọn hắn tầm thường hơn mấy tháng lại một chút tung tích đều không tìm được mà đối phương lại tại mí mắt của bọn hắn phía dưới trải qua thần tiên một dạng thời gian hơn nữa còn xâm nhập vào đại bàn xào huyệt lấy được cơ duyên lớn nhất quan trọng nhất là khổng tức yêu thánh cùng xà tộc yêu thánh thi triển đại thần thông buông xuống pháp thân cũng bị hắn đánh tan đây là vô cùng nhục nhã dưới mắt bọn hắn có thể nào trơ mắt nhìn tiểu tử kia thoát thân ầm ầm kinh cũng vô song khí thế hạo đảng ra hướng về phương xa ép tới yêu thánh cường giả đang nhìn trộm hư vô ở giữa nướng ngấn tìm kiếm truyền tống trận pháp lưu lại quỷ tích bày ra truy tung toàn bộ tràn diện loạn cả một đoàn mà xem như đương sự bản nhân cương ngự tiên đứng ở đằng xa nhất thời nhưng có chút mắt trợn tròn tình huống gì vừa rồi tên kia không phải độc cô chính sao hắn nháy nháy mắt cảm thấy mộng bức chính mình thật cốt đứng ở chỗ này vốn là đều dự định vận dụng đại bàn máu tươi không nghĩ tới độc cô chính vô căn cứ chết đi ra còn tự xưng nhân tộc đế tử hấp dẫn tất cả hỏa lực cái này khiến cương ngự tiên trong lúc nhất thời đầu óc không có quay lại nhưng hắn cũng không ngốc rất nhanh liền nghĩ thông suốt ngọn nguồn sự tình đã rất rõ ràng chính mình lấy gió vô cùng dáng vẻ xuất hiện độc cô chính tất nhiên là nhận ra chính mình hắn cử động lần này chính là vì gây ra hỗn loạn mang đến cho mình cơ hội thoát thân độc cô chính xuất hiện ở đây huệ thủ đào gió vô cùng đám người kia sẽ không phải cũng tới a à. đám này tiểu tử thúi đơn giản làm loạn cương ngự tiên lập tức nghĩ thông suốt then chốt không khỏi tức miệng mắng to đối mặt mình yêu tộc có biện pháp thoát thân nhưng độc cô chính một người, tại chúng yêu tộc dưới sự đuổi giết, làm sao có thể thoát đi. Cái kia trong đó, thế nhưng là có sáu vị yêu thánh, yêu thánh A. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Cũng cùng lúc này, Khương Ngự Tiên trong lòng cũng dâng lên vô tận xúc động. Phóng nhãn thế gian, có thế có bao nhiêu người có thể vì mình, không để ý tính mệnh, liều mạng lại hết thảy. Mấy người bằng hữu kia, chính xác không có phí công chỗ. Đang suy nghĩ thời điểm, đã thấy một đám thân ảnh phi tốc vây quanh, cách thật xa liền đối với hắn không ngừng phất tay chào hỏi. Lão đại, nhìn ở đây một đạo truyền âm tiến vào trong tai, ngữ khí như tên trộm. Khương Ngự Tiên đưa mắt nhìn lại, chính là Huệ Thủ Đào, gió vô cùng, Hàng Huyền, Dương Tiêu, Tần Vũ Suối mấy người. Bao quát cùng Trận Huyền, Lăng Tử Yên, Cố Phượng Tiên cũng tới. Quả nhiên, thật đúng là bọn hắn đám người này. Song Phương rất nhanh hội hợp, Huệ Thủ Đào bọn người toàn bộ đều cực kỳ hưng phấn. Chỉ có điều, từng đôi nhìn về phía Khương Ngự Tiên ánh mắt lại mang theo một chút cổ quái. Nhất là gió vô cùng, càng là cảm thấy mấy phần lúng túng. Ai kêu Khương Ngự Tiên treo lên hình dạng của hắn đâu? các ngươi thế mà chạy yêu tộc tới còn để cho độc cô chính giả mạo thân phận của ta đều không sợ chết sao đi qua ngắn mũi hàng huyên sau hắn không khỏi quát tất cả mọi người đều biết độc cô chính lần này hành vi tuyệt đối là bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm nếu không có biện pháp tốt chỉ sợ sẽ gặp phải hậu quả khó có thể tưởng tượng lão đại chúng ta dương đông kích tây ngươi ở nơi này lộ ra ánh sáng một chút thân phận đem những cái kia yêu tộc một lần nữa hấp dẫn trở về để cho bọn hắn mệt mỏi cứ như vậy cơ hội chẳng phải sáng tạo xong chưa huệ thủ đào vội vàng nói đây là bọn hắn nghĩ ra được biện pháp trước hết để cho độc cô chính hấp dẫn yêu tộc làm cho lão đại thoát khỏi khốn cục đổi lại một chỗ điểm cây đuốc giảm bớt độc cô chính áp lực nhưng hắn vừa nói xong liền bị khương ngự tiên một cái tác hô ở sau gáy bên trên lão đại ta lại đánh ta ta biện pháp này chẳng lẽ không được sao huệ thủ đào ủy khuất vô cùng ông đầu méo miệng nói khương ngự tiên hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt ngươi giỏi lắm đại đầu quỷ đơn giản chính là một cái chủ ý ngu ngốc đi ta mang các ngươi đi cùng độc cô chính hội hợp. Hắn lập tức nói. Độc cô chính trong tay truyền tống trận, không cách nào làm cho hắn thoát đi quá xa, cũng không chống đỡ được thời gian quá dài. Chính mình nhất thiết phải tự mình ra tay, mới có thể cứu được hắn. Mà trước lúc rời đi, Khương Ngự Tiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía thanh thiên bằng nhất tộc, viên đại mảnh, hùng thiên sơn, hổ tam đẳng người quen. Đây đều là yêu tộc, nhưng cùng Khương Ngự Tiên gần đây chỗ phải trả tính toán không tệ. Tại chính mình sau khi rời đi, một khi thiên yêu điện rảnh tay, tất nhiên sẽ hạ xuống lôi đình chi nộ không chỉ có là chính bọn hắn, liền riêng phần mình sau lưng tộc đàn, chỉ sợ cũng muốn diệt đỉnh tai ương. Chư vị, nếu là tin tưởng lời của ta, có thể mang theo tộc nhân đi tới ba ngàn đạo vực. Có thể đi tìm cổ thiên tông người, liền nói là ta để các ngươi vào ở nhân tộc. Kế tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn thiên yêu điện một đoạn thời gian. Đến nỗi lựa chọn thế nào, đều xem chính các ngươi. Còn có thanh thiên bằng nhất tộc, khi trước hứa hẹn, hữu hiệu như cũ. Hương ngự tiên truyền âm nói. Một đám yêu tộc người nghe xong, ai cũng thần sắc run sợ bọn hắn vốn đang đang nghi ngờ cái này nhân tộc đế tử như thế nào đột nhiên liền chạy ra ngoài lần này nghe được truyền âm mới biết hắn lại còn ở đây mà hắn truyền âm nội dung cũng nói ra đám người nội tâm lo nghĩ còn giải quyết đường lui chỉ có điều khương ngự tiên cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp quay người mang theo huệ thủ đào gió vô cùng bọn người phi tốc hướng phương xa cùng tập kích mà đi đại bàn tinh huyết hắn trực tiếp vận dụng một giọt đại bàn tinh huyết nuốt vào trong bụng quanh một tiếng trong thân thể giống như bốc cháy lên giống như vô tận thần năng mãnh liệt Kim sĩ đại bằng điểu phù văn triệt để kích phát, cấp tốc vận chuyển, một đôi màu vàng cánh lông vũ bày ra chiều ngang tới, nếu đám mây che trời. Chính là đại bàng hai cánh. Chíp chíp. Một tiếng thanh thúy bằng vang lên triệt để cửu tiêu. Khương Ngự Tiên sau lưng cánh một quyển, liền đem bên cạnh tám người toàn bộ cuốn theo ở bên trong, khe khẽ rung lên, liền hoạch xuất ra một đạo kim sắc sấm sét, phóng tới phương xa. Đây là hắn trời đi huyền không đảo phía trước, liền làm tốt kế hoạch. Có đại bàng tinh huyết nơi tay, cho dù là yêu thánh cũng đuổi không kịp chính mình. Dùng cái này, có thể để cho hắn ngang dọc yêu tộc, như vào chỗ không người. Huệ thủ đào, lăng tử yên, cùng trận huyền bọn người, tất cả đều bị thủ đoạn như vậy kinh động. Sớm biết đế tử có thủ đoạn như vậy, chúng ta hà tất bốc lên phong hiểm, thật xa chạy đến yêu tộc tới A. Cùng trận huyền khổ cười một tiếng nói. Lão đại, ngươi cái này tiến cảnh cũng quá kinh khủng. Cho chúng ta những người này, chừa chút đường sống A. Huệ thủ đào cũng gào, bởi vì cương Ngự Tiên mà rung động. Nhưng cương Ngự Tiên lại không phản ứng đến bọn hắn. đi ta mang các ngươi tại trên yêu tộc thật tốt lãng một phen. Hắn khẽ cười nói. Chương 537, đem yêu thánh làm cẩu dắt. Báo cửu trùng. Cương ngự tiên tiếng nói rơi xuống, đã dẫn một đám người lướt về phía phương xa. Kim sĩ đại bằng phù văn kích phát, giống một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, chớp mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Chỉ có từng đợt kinh khủng vô song uy năng, cùng trong hư không hạo đảng không ngừng. Một màn như thế, quả thực là chấn kinh chung quanh yêu tộc người. Từng đôi mắt ngốc trệ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi mà đại bàn thần năng đưa tới động tĩnh cũng là xa xa lan truyền mở ra trong nháy mắt quét tán trăm vạn dặm sáu vị cường đại yêu thánh trước tiên liền cảm nhận đến nơi này bá thiên tuyệt địa khí tức bọn hắn từ trong truy kích dừng thân hình quay đầu mà trông nhưng mà chỉ cảm thấy chịu đến hùng hồn khí thế bài sơn đảo hải mà đến lập tức sượt qua người nháy mắt đi xa đó là sáu tên yêu thánh toàn bộ đều sửng sốt bọn hắn chân thiết cảm nhận được kim sĩ đại bằng điểu khí tức sâu trong linh hồn phát ra run rẩy trong lúc nhất thời liền truy kích nhân tộc đế tử động tác đều ngừng ngừng tạm tới hơn nữa rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chỗ không đúng lại có một cổ chim đại bàng khí tức là người phương nào làm đại bàng trong sào huyệt cơ duyên không tất cả đều bị cái kia nhân tộc tiểu tử cướp đi sao khổng tước yêu thánh ánh mắt lấp lóe không yên nghi ngờ nói những người khác đồng dạng không rõ ràng cho lắm căn cứ vào bọn hắn biết được tin tức vị kia nhân tộc đế tử tại đại bàn trong sào huyệt ngang ngược bằng vào không có gì sánh kịp thiên phú cùng thực lực độc chiếm thiên cơ đoạt được lớn nhất mấy đạo cơ duyên nhưng bây giờ càng là lại xuất hiện cổ khí cơ. Chẳng lẽ nói, yêu tộc nội bộ còn có người thu hoạch tương đối khá. Chỉ một thoáng, sáu người toàn bộ đều thúc giục thần niệm, hướng khí tức kia nhìn trộm mà đi. Rất nhanh, liền thấy rõ đến một chút khuôn mặt. Không đúng. Đó chính là nhân tộc đế tử. Khó trách sẽ có khủng bố như thế kim sĩ đại bằng điểu thần năng, căn bản chính là hắn tại thôi động. Hắn đầu vai cái kia kim sắc thần cầm, chính là đại bàng thú con. Xà tộc yêu thánh giật mình vừa nói đạo. Mấy người còn lại, đồng dạng phát hiện chuyện chỗ dị thường. Bằng vào yêu thánh chi thân, bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ đoàn thần năng bên trong thân ảnh. Cũng không đúng là bọn họ thấy qua vị kia nhân tộc đế tử. Ở bên cạnh hắn, vẫn còn có mặt khác tám vị người trẻ tuổi, tất cả thần thái bất phàm, hơn nữa cũng là nhân tộc. Không ai từng nghĩ tới, vị này nhân tộc đế tử, thế mà xuất hiện tại phía sau hắn, đồng thời lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, rất mau đem bọn hắn vượt qua đi. Nhân tộc đế tử ở đây, vậy chúng ta truy kích là ai? Một vị yêu thánh đột nhiên hỏi. Trong sân bầu không khí vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩn ra lập tức từng tiếng chửi mắng vang lên. Đáng chết, chúng ta bị chơi xỏ. Có người giả mạo nhân tộc đế tử, đem chúng ta làm cẩu dắt. Một đám tiểu tạp toái, đơn giản hỗn trướng. Bọn hắn toàn bộ đều phản ứng lại, giận không kìm được. Chân tướng đã rất rõ ràng. Bọn hắn bọn này sống vô số năm lão gia hỏa, bị một đám bắt con cho đùa bỡn. Chính mình truy kích, căn bản không phải nhân tộc đế tử, mà là một cái tên giả mạo. Hắn hướng đi, vẫn một mực đang chỗ cũ, vừa rời đi đại bàn xào huyệt, chưa từng rời đi náo loạn nửa ngày như vậy, càng là dạng này một cái kết quả. Giờ khắc này, sáu vị yêu thánh hận không thể tại chỗ phun máu ba lần, từng cái sắc mặt đen giống như đáy nồi tựa như. Mắt thấy chân chính nhân tộc đế tử, cũng đã nhanh chóng nơi xa, mấy người rất nhanh đè xuống nóng nảy cảm xúc. Đi, nhất định muốn đuổi tới tiểu tử kia. Ta cũng không tin, hắn còn có thể một mực toàn lực thôi động đại bàn phù văn. Oanh, một tiếng, bàn bạc thánh bi hạo đã mở ra, thiên địa cùng chấn động. Sáu người đồng thời xuất kích, hướng về phía kim sĩ đại bàn điểu khí thế truy sát đi qua yêu thánh ánh mắt, tự nhiên không tầm thường người có thể so sánh với. Bọn hắn vô cùng rõ ràng một điểm, Kim sĩ Đại Bàng Điểu nắm giữ thế gian cực tốc, cho dù là Thái Cổ Chân Long Nguyên Phượng, đều không thể đuổi kịp. Dưới mắt vị kia nhân tộc đế tử, chính là kích phát kinh cũng như vậy tốc độ, cứ việc không thể cùng chân chính Kim sĩ Đại Bàng đánh đồng, nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng đuổi kịp, cho dù là đế cấp sinh linh cũng không đuổi kịp. Nhưng bọn hắn nhưng biết rõ, đây tuyệt không phải tiểu tử kia lực lượng của mình. Tất nhiên là mượn Thái Cổ Đại Bàng lưu lại thủ đoạn nào đó, thời gian ngắn thôi động chỉ cần có thể ngăn chặn cước bộ của hắn, không cần thời gian quá dài, hắn kiểu gì cũng sẽ dừng lại. Đến lúc đó, liền có thể đem nhất cử cầm xuống. Mang theo ý nghĩ như vậy, sáu người toàn lực mà động, đồng thời tách ra bọc đánh. Một người trong đó cầm trong tay chiếu thiên kính, nghiêm mật truy tung nhân tộc đế tử động tĩnh, giữa hai bên duy trì khẩn mật nhất liên hệ, mưu đồ tìm được thời cơ thích hợp. Trên thực tế, hết thảy chính như bọn hắn suy đoán như thế. Thương ngự tiên thủ đoạn, chính là kim sĩ đại bằng tinh huyết. Chỉ là sáu vị yêu thánh không nghĩ tới là, trên người hắn có tinh huyết, đầy đủ hắn tại toàn bộ đại hoang giới ngao du thiên bách vừa đi vừa về chỉ là yêu tộc địa bàn so sánh dưới có chút nhỏ bé hơn nữa khương ngự tiên cũng không tính trực tiếp rời đi yêu tộc tới đều tới rồi đương nhiên phải thật tốt dạo chơi một phen hắn tại thứ trong lúc nhất thời cùng độc cô chính lấy được liên hệ khống chế đại bàn hai cánh cũng không lâu lắm liền cùng hắn hội hợp tại một chỗ nhìn thấy độc cô chính bình an không việc gì huệ thủ đào gió vô cùng hàng huyền bọn người dễ dàng hơn tại khương ngự tiên dẫn dắt phía dưới một nhóm 10 người xuyên thẳng qua trường không, chớp mắt vạn dặm, tốc độ nhanh, kinh khủng vô biên. Không đến nửa ngày công phu, đã hoành khóa gần phân nửa yêu tộc lãnh địa. Phải biết, toàn bộ yêu tộc địa bàn, so với nhân tộc 3000 đạo vực còn rộng lớn hơn một chút. Sau lưng truy kích 6 vị yêu thánh, cũng bị toàn bộ vùng thoát khỏi. Chúng ta tìm địa phương nghỉ chân một chút. Khương Ngự Tiên không nóng không vội, trực tiếp dẫn một đám người đáp xuống một tòa trung đẳng thành trì ở trong. Nơi này người mạnh nhất, tương đương với nhân tộc Ngự Hư cảnh tồn tại. Bọn hắn bản ý là tìm đặt chân, cùng trời yêu điện chào hỏi một phen, đồng thời cho thanh thiên bằng nhất tộc cùng hùng thiên sơn, hổ ba, viên đại mảnh bọn người thời gian chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, một đoàn người vừa mới buông xuống thành trì, quả trấn nơi này yêu tộc cường giả, liền dẫn đại lượng yêu tộc xuất hiện, bày ra tụ tập công sát chi thế. Cầm đầu, chính là trong thành trì tồn tại cường đại nhất. Đây là một tôn huyết mạch không tầm thường liệt thiên báo, hóa thành hình người, hắn mắt tỏa sấm sét, thần dị vô song, cường đại đến cực điểm. Hắn tên là Báo Cửu Trùng, tu vi đã đạt đến ngự hư cảnh cao giai khoảng cách chân chính động huyền cảnh cũng kém không xa lắm khi thấy khương ngự tiên đám người báo cửu trùng trong mắt lập lòe không ức chế được vẻ mừng rỡ ha 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 ta báo nào đó lại có lớn như thế vận có thể bắt được nhân tộc đế tử chỉ cần cầm xuống ngươi thiên yêu điện tất phải hạ xuống thiên đại ban thưởng đến lúc đó ta đạp phá động huyền cảnh ở trong tầm tay báo cửu trùng ngửa đầu cười to thoải mái không thôi phía sau hắn còn có hơn 20 mươi tôn cường đại yêu tộc cũng là thiên diễn cảnh tồn tại hợp thành cường đại đến cực điểm đội hình giờ này khắc này, mỗi người đáy mắt đều viết đầy ý động. Chính như báo cửu trùng nói tới, nhân tộc đế tử cơ hồ đồng đẳng với di động bảo tàng. Còn có mặt khác chính cá nhân tộc người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng là xuất thân bất phàm. Chỉ cần đem chi toàn bộ cầm xuống, đến lúc đó mỗi người cũng là đầy trời công lao. Chương 538, không hồi hộp chút nào chiến đấu. Thèm ăn. Nhìn xem Khương Ngự Tiên một đoàn người, báo cửu trùng chờ yêu tộc toàn bộ đều đôi mắt tỏa sáng, thì nhìn nhìn qua một đống sáng chói thần bảo, dây đợi làm thịt. Bọn hắn đạp không mà đứng, thành hình quạt trải rộng ra, đối với Khương Ngự Tiên bọn người tạo thành nghiêm mật phong tỏa. Xem như dưới chân bên trong tòa thành lớn này để nhất cường giả, báo cửu trùng đã sớm thu đến yêu thánh tự mình truyền tin, muốn hắn đến đây chặn lại nhân tộc đế tử. Đây là đến từ thiên yêu điện chí cao mệnh lệnh, nhất thiết phải tuân theo. Huống chi, chỉ là bắt một đám thiếu niên thiếu nữ, đối với một vị ngự hư cảnh cao giai cường giả tới nói, đơn giản hạ bút thành văn. Đây là đầy trời công lao, không có người nguyện ý từ bỏ. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Khương Ngự Tiên không khỏi nhíu lông mày. Đồ chơi gì? ý của các ngươi là muốn ở chỗ này bắt được ta nhóm hắn buồn cười lên tiếng hỏi huệ thủ đào gió vô cùng hàng huyền chính người nhìn lẫn nhau một cái khóe miệng bỗng nhiên vung lên ý cười mỗi một cái đều là sắp khắc chế không được dáng vẻ không có cách nào bọn họ đều là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp vô luận thật tốt cười sự tình bình thường đều không biết cười trừ phi nhịn không được ta xem một chút a à, chỉ có một cái ngự hư cảnh cao dai còn có hai cái ngự hư cảnh sơ dai còn lại tất cả đều là thiên diễn cảnh trở xuống chỉ có ngần ấy trận chiến nhỏ, lại còn nói muốn tới bắt chúng ta. Huệ Thủ Đào làm bộ móc móc lỗ tai, trừng to mắt, vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh mấy người đồng dạng hết sức vui mừng, kém chút cười ra tiếng. Yêu tộc đội hình, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nhưng đối phương rõ ràng không có nhìn thấu phía bên mình tình huống. Phải biết, bên này thế nhưng là có bốn vị ngự hư cảnh tồn tại. Tề Trận Huyền, Lăng Tử Yên, Cố Phượng Tiên ba người, đều là ngự hư cảnh sơ giai. Nhưng bọn hắn phân biệt nắm giữ tiên thiên sát trận, Nhật Nguyệt Song Đồng, Cửu Thiên Thần Hoàng thể cái này tất cả đều là vạn cổ khó gặp tuyệt cường thể chất có thể làm bọn hắn chiến lực tăng gấp bội nhưng vượt dai mà chiến cho dù là đối mặt bình thường ngự hư cảnh cao dai cũng có thể đấu một trận huống chi phía trước nhất còn đứng một cái nhân tộc đế tử khương ngự tiên vị này mới là tồn tại nghịch thiên nhất hai phe vừa so sánh hoàn toàn chính là nghiền ép cục không chút huyền niệm có thể nói nhưng đối diện lại thả ra mạnh miệng như vậy muốn đem bọn hắn hết thảy truy nã điều này có thể khiến người ta không vì chi kinh ngạc chỉ có điều báo cửu trùng chờ yêu tộc còn chưa ý thức được điểm ấy hắn toàn thân chợt bột phát ra hung mảnh vô song khí thế vung tay lên không cần cùng bọn hắn nói nhảm giết bắt lấy bọn hắn trọng trọng có thưởng tiếng nói vừa dứt hắn đã trước tiên động kinh khủng uy năng trải ra trường thiên lệnh hư không chấn động đại đạo rung rẩy ngự hư cảnh tồn tại dù là phóng nhãn toàn bộ đại hoang giới cũng thuộc cường giả ba tên yêu tộc ngự hư cảnh đồng loạt ra tay đồng thời hướng hư ngự tiên trùng sát mà đi còn lại thiên diễn cảnh thì tràng hướng huệ thủ đào bọn người hoặc ở một bên áp trận một hồi đại chiến trong nháy mắt bộc phát đế tử ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi chúng ta tới chiến liền có thể tề trận huyền đột nhiên nói một tiếng cùng cố phượng tiên lăng tử yên hai người đồng thời mà động bọn hắn tại cổ thiên tông bế quan rất lâu đã sớm muộn đến không được đột phá đến ngự hư cảnh sau còn không có chân chính thống khoái đấu qua một hồi lúc này trực tiếp liền cướp bước lên phía trước cùng ba vị yêu tộc chém giết ra chỉ một thoáng dị tượng đầy trời thần năng sôi trào chiến trường chỗ bị đánh thành hỗn loạn, hỗn độn chi quan bay vụt. Tề trận huyền ra tay, một tòa hùng vĩ đến cực điểm tiên thiên trận đồ bao quát cửu tiêu, bao trùng thương khung, vĩ lực ngập trời, dảo sát hết thảy. Cố phượng tiên chung quanh, hỏa hồng thần hoàng bay múa, xích diễm bao phủ trên trời cùng dưới mặt đất, đốt xuyên thanh minh. Lăng tử yên nhật nguyệt song đồng đóng mở, âm dương nhị khí khoái động, những nơi đi qua, vạn sự vạn vật đều hóa thành hỗn độn, cảnh tượng kinh khủng. Theo đại chiến bắt đầu, vừa mới tiếp xúc, bằng cửu trùng bọn người liền cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ đều là người nào? làm sao lại mạnh như vậy? Mỗi người thân phận, đều mang theo dị tượng, bọn hắn đều có thể chất đặc thù. Thật là đáng sợ. Cái này trẻ tuổi như vậy, lại đều đã phá vỡ mà vào ngự hư cảnh. Ba vị yêu tộc cường giả kinh hô không thôi, càng đánh càng là kinh hải. Bọn hắn hải nhiên, khó có thể tin. Tề trận huyền ba người thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, đối diện ba cái người trẻ tuổi, thế mà đều có mang vạn cổ hiếm thấy thể chất đặc thù, mạnh mẽ phi phàm. Đáng sợ nhất là, trẻ tuổi như vậy ngự hư cảnh đơn giản vượt ra khỏi nhận thức từ xưa đến nay muốn đạt đến cấp độ này ít nhất cũng là tu luyện trăm ngàn năm tồn tại nhưng trước mắt này mấy người rõ ràng vẫn là thế hệ trẻ tuổi người cái này quá dọa người rồi theo chiến đấu tiến hành bọn hắn càng ngày càng kinh dị rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong hoàn toàn bị áp chế nhận lấy trọng thương ba vị yêu tộc cảm nhận được tuyệt vọng một người trong đó bị tề trận huyền trận đồ cắn nát nửa người phát ra gào thét a a a thiên yêu điện lừa ta hắn lên tiếng kêu to, hối hận không thôi. Còn lại hai người cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Sớm nên nghĩ đến, có thế từ thiên yêu điện trong tay chạy trốn ra ngoài nhân tộc thiên kiêu, há lại là bình thường. Liền sáu vị cường đại yêu thánh đều không biện pháp, bọn hắn những người này, lại có đảm lượng tới chặn lại, đây không phải muốn chết sao. Sớm biết dạng này, liền nên nghĩ biện pháp lẫn tránh đi qua mới là A. Tiền tài động nhân tâm. Nhưng có mệnh cầm mới được A. Trong lúc nhất thời, bọn hắn như bị điên bày ra xung kích, muốn giết ra vòng vây nhưng tại ba tên thiên kêu ra tay phía dưới liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời một bên khác chiến trường cũng là như thế huệ thủ đào độc cô chính gió vô cùng ba người cũng đều tại thiên diễn cảnh nhưng bọn hắn một cái nắm giữ thiên long chiến thể một cái thân hoài nhật diệu tinh thần thể còn có một cái tu luyện thiên đế pháp cũng thuộc thế gian nhất đẳng nhân vật kiệt xuất mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cái nào không phải thực lực mạnh mẽ liền xem như ngự hư cảnh sơ dai, bọn hắn cũng có thực lực chơi cứng huống chi dết tới chỉ là một đám thiên diễn cảnh lại thêm hàng huyền tầng vũ suối dương tiêu ba người cũng đều thực lực bất phàm huống chi cơ hồ mỗi người trong tay đều nắm một kiện đế binh cái này khiến chênh lệch của song phương cực kỳ cách xa trận chém giết này kết quả cũng đã sớm chú định chỉ thấy từng đạo yêu tộc thân ảnh từ trên cao rơi xuống giống phía dưới sủi cảo rơi hướng đại địa bọn hắn bị đánh chết sinh cơ tiêu tan khôi phục bản thể đã biến thành đại xà thanh lang mang ngưu đại điểu mấy người đồ tốt a cũng không thể rất bể Cương ngự tiên con mắt đột nhiên sáng lên trực tiếp lái đại bàn phù văn bày ra cực tốc đem rớt xuống không trung yêu tộc thi thể toàn bộ tiếp lấy yêu tộc vốn là hung thú biến thành chỉ là phương hướng tu luyện khác biệt bọn hắn bản thể đương nhiên là có thể ăn Thương ngự tiên thừa nhận miệng hắn thèm những thứ này bị đánh chết yêu tộc trong mắt hắn đó chính là một nồi oa tươi canh từng chuỗi nướng thịt từng chậu món ngon a à. cũng không thể có sơ xuất hơn nữa yêu tộc cường giả tinh huyết trong cơ thể đối với một chút tu vi yếu kém nhân tộc tới nói cũng là bảo vật có thể thu tụ tập tới tay, đương nhiên không thể buông tha. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu rất nhanh kết thúc công việc. Ba vị ngự hư cảnh yêu tộc cũng bị Tề Trận Huyền, Cố Phượng Tiên, Lăng Tử Yên ba người đánh chết. Mặt khác một chỗ chiến trường, tương đương một bộ phận cũng đều đánh chết, chỉ có một phần nhỏ hoảng sợ đào tẩu, tan tác như chim muông. Chương 539, yêu tộc Mỹ thực tiết tạo đứng lên. Lăng Tử Yên, Cố Phượng Tiên, Tề Trận Huyền, Huệ Thủ Đào, Độc Cô Chính, gió vô cùng bọn người, tất cả đều là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, vô luận đặt ở một đời nào, đều là loại chí cường hàng ngũ. Cho dù là đặt ở hiện nay cái này đại thế, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp tình huống phía dưới, cũng tiếp cận Khương ngự tiên. Bọn hắn đồng loạt ra tay, một tòa trung đẳng trong thành trì đại yêu, căn bản không hề có lực hoàng thủ, liền toàn bộ bị trấn áp xuống. Đại chiến sau khi kết thúc, một đoàn người tất cả đều nhìn lấy Khương ngự tiên cử động quá dị. Đế tử, ngươi thu thập yêu tộc thi thể làm gì? Cố phượng tiên có chút buồn bực hỏi. Tề trận huyền cùng lăng tử yên hai người, thì đồng dạng vì đó nghi hoặc yêu tộc tinh huyết xác thực thuộc bảo vật, xương cốt cũng có tương đối giá trị. Nhưng đối hắn nhóm nhân vật như vậy tới nói, vẫn còn không quá có thể lọc vào mắt xanh. Coi như muốn thu lấy, cũng không cần thiết toàn bộ cất vào không gian đại lý A. Cùng bọn hắn phản ứng bất đồng chính là, Huệ Thủ Đào, hàng huyền mấy người thì hai mắt tỏa sáng, từng cái đột nhiên xông ra, kêu to lên. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Ta đi chế tắt giá nướng, tìm chút bó củi. Ta chỗ này có nồi chén bầu bồn, đỉnh đồng hỏa lô, đầy đủ mọi thứ. Đại ca, những cái kia đại yêu liền giao cho ta xử lý, nhất định tắm đến sạch sẽ. Mấy người nhao nhao hô, ai đi đường nấy. Dương Tiêu thì trực tiếp từ Khương Ngự Tiên trong tay cầm lấy không gian túi, chạy tới ngoài thành bên hồ. Nhìn qua đám người bận rộn cảnh tượng, Cố Phượng Tiên ba người hai mặt nhìn nhau, trong đầu nghi vấn mạnh hơn. Chỉ có bên cạnh Tần Vũ Khê vuốt ve cái trán sáng bóng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tình hình như vậy, để cho nàng nghĩ tới rồi năm đó ở Chiến Long trong bí cảnh tình hình. Đám gia hỏa này, khi đó thế nhưng là làm ầm ĩ đến không được nhân gia tiến vào bí cảnh muốn đi khảo hạch, bọn hắn ngược lại tốt, muốn đi khảo hạch. Nướng thịt nấu canh, không gì làm không được. Từng cái ăn đến đầy miệng chảy mỡ, thoải mái vô cùng, banh oanh liệt liệt mở một hồi chiến long mỹ thực tiết. Bây giờ tình huống này, hắn hiển nhiên là dự định tại yêu tộc cũng xử lý tràn mỹ thực tiết a. Bỗng nhiên, Tần Vũ khê lộ ra thêm vài phần cười khổ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tiểu gia hỏa nướng thịt nấu canh tay nghề, đúng là thật sự nhất tuyệt, để cho người ta nhịn không được hoài niệm a. Thế nào Vũ Suối? Ngươi như thế nào chảy nước miếng? đột nhiên chỉ nghe lăng tử yên mở miệng hỏi tề trận huyền cùng cố phượng tiên cũng kỳ quái nhìn xem nàng không không có tần vũ khê tại chỗ nháo cái mặt đỏ ửng như người sang trà sát đem khóe miệng trong lòng thầm mắng mình như thế nào bất tranh khí như thế thế mà suy nghĩ một chút đều chảy ra nước bọt còn bị người khác thấy được quá xấu hổ tề trận huyền ba người nhìn xem phản ứng của nàng biểu thị một mặt mộng bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết cương ngự tiên huệ thủ đào bọn người muốn làm gì chỉ thấy bọn hắn toàn bộ rơi xuống trong thành, chiếm một tòa cực lớn quảng trường, dựng lên một ngụm đại đỉnh, một tòa lưu đồng, ba ngụm nồi lớn, còn có mấy cái cực lớn giá nướng. Bị đánh chết yêu thú bị tẩy lột sạch sẽ, phân biệt chặt xuống lớn cốt, cắt ra thịt, xuyên bên trên trở thành chuỗi dài. Một đám tiểu gia hỏa vội vàng khí thế ngất trời, quên cả trời đất, từng cái toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Hỏa diễm hừng hực, khói mù lượn lờ. Cũng không lâu lắm, quảng trường liền đã nổi lên nồng nặc mùi thịt bên trong chiếc đỉnh lớn canh xương hầm ùn ụt ùn ụt mà cuồn cuộn lấy nướng thịt tư tư bốc lên dầu nhỏ vào trong đống lửa đông đốc vang dội khương ngự tiên gió vô cùng phân biệt trưởng khống một nguồn nồi lớn ở đó xào lăng hoa bầu dục xong còn đưa tay hướng tần vũ khê chào hỏi ở đó thất thần làm gì vậy mau tới đây hỗ trợ nơi đó còn có một cái nồi ngươi đi làm cái rau xào thịt khương ngự tiên hướng nàng hô a à. a à. tần vũ khê liền giật mình sau đó bãi xuống váy đi đến nồi lớn phía trước thuần thục lục lên tay áo cột tóc lên còn chụp vào cái tạp về mảnh khảnh tay ngọc cầm lấy cái nồi tay kia bắt đầu điên qua khá lắm đều như thế nghiêm chỉnh huấn luyện sao tề trận huyền trận to mắt trực tiếp nhìn ngay người cố phượng tiên cùng lăng tử yên đồng thời gật đầu những người này rõ ràng cũng là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp a à, từng cái phân công rõ ràng đâu vào đấy sắc thịt cắt thịt quảng thang quảng thang sâu nướng sâu nướng xào rau xào rau còn có người chuyên môn phụ trách nấu nồi lẩu lót phó tài liệu cái này cần luyện bao lâu mới có thể ăn ý như vậy a à. khói bếp tràn ngập bận làm việc một lúc lâu, chỉ nghe khương ngự tiên một hồi hô to, đánh xong kết thúc công việc. các huynh đệ, tạo, hắn vung tay lên, bưng mấy bàn xào rau đặt ở tạm thời dọn tới bệ đá lớn bên trên. hàng huyền, dương tiêu, huệ thủ đào, gió vô cùng bọn người cũng đều hoàn thành riêng phần mình phân công, bưng nướng thịt, dời lên đại đỉnh, dơ lên nồi lẩu, liền tụ họp. qua a, à, ăn ngon. quá thơm cái này cũng, có nhiều năm không ăn được ăn ngon như vậy nướng thịt, ô ô. từng cái ngao ngao quái khiếu, ăn muốn nghiến liền cô gái ngoan ngoãn tần vũ khê cũng gia nhập chiến đoàn ăn đến đầy miệng chảy mỡ nheo lại một đôi con ngươi trong suốt lộ ra mười phần thỏa mãn ngươi giỏi lắm hàng huyền đem ta vuốt chim thả xuống đó là của ta huệ thủ đào cùng hàng huyền vì cướp một cái đại điểu trảo tại chỗ kém chút đánh nhau nhưng vẫn là hàng huyền kỹ thắng một bậc hắn nắm lấy vuốt chim nhanh chóng ở phía trên liếm lấy một vòng tiếp đó cười hít mắt đưa về phía huệ thủ đào a à, cho ngươi trực tiếp đem huệ thủ đào giận quá chừng hận không thể trực tiếp lấy ra tử kim thần long vẫy ngược cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp ba người các ngươi ở đó làm gì vậy đứng ngốc ở đó làm gì mau tới ăn a à. lúc này khương ngự tiên xếp hợp lý trận huyền lăng tử yên cố phượng tiên ba người vẫy tay đều là người mình có ăn ngon đương nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ cái này cố phượng tiên lăng tử yên thân là nữ tử tự có mấy phần thận trọng nhìn nhau một mắt có chút do dự muốn tham dự vào lại có chút lúng túng dù sao cái kia như lan như hổ tướng ăn cũng quá bất nhã. Nhưng trong không khí phiêu đảng tới mùi thơm, lại hết sức mê người. Ha ha! Ta tới nếm thử đến cùng như thế nào? Tề trận huyền thì không có phương diện này lo lắng. Hắn cười lớn một tiếng, trực tiếp ngồi ở giữa đám người, nắm qua nướng thịt bắt đầu ăn, lập tức con mắt sáng lên. Dương tiêu, bới cho hắn chén canh nếm thử. Khương ngự tiên phân phó nói. Tề trận huyền thổi ra nhiệt khí, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khen ngợi tân một tiếng, đưa ra ngón tay cái. Thật mẹ nó tươi a. À. Còn có nồi lẩu cùng xào rau, cũng là mỹ vị. Khương Ngự Tiên gọi hắn bắt đầu ăn. Tề Trận Huyền liền giống như phát hiện thế giới mới, mở ra vỗ một cái không biết đại môn. Thế gian này lại có ăn ngon như vậy mỹ vị. Phía trước hơn 10 năm, cảm giác chính mình giống như đều sống uổng a. À. Hắn động dung không thôi. Cố tỷ tỷ, Lăng tỷ tỷ, các ngươi cũng tới nha. Tần Vũ Khê buông chén đổ xuống, đem hai người kéo tới. Các nàng cũng không cự tuyệt nữa, thử một cái. Rất nhanh, một đám người ngay cả nói chuyện cũng không để ý tới, từng cái trong miệng chất đầy mỹ vị, miệng lớn nhai lấy đến loại này thời điểm, đừng nói gì đến hình tượng. Nội thành, vô số yêu tộc mắt thấy đây hết thảy, ai cũng hoảng sợ muôn dạng, hải nhiên muốn chết. Chương 540, yêu thánh cái mũi tức điên. Thanh thiên bằng nhất tộc lựa chọn. Tại cương ngự tiên dẫn dắt phía dưới, một nhóm nhân tộc thiên kiêu tại yêu tộc thành trì ở trong mở lên mỹ thực tiết, từng cái ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Liền lăng tử yên, cố phượng tiên hai vị này nữ tử, đều không để ý tới hình tượng, một tay dơ nướng thịt, một tay bưng canh thịt, ăn uống thả cửa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng than thở, thật sự là quá tốt ăn a. À? Chíp chích Thậm chí ngay cả tiểu kim cũng tham dự vào. Hắn thân là đại bàng thú con, vốn kinh thường tại những thứ này thô tục ăn uống. Nhưng thế nhưng thật sự là quá thơm a. À? Vật nhỏ hai cánh ôm nướng thịt, miệng lớn trắng xé, ăn tươi nuốt sống. Mà tình hình như vậy, thì bị trong thành vô số yêu tộc xem ở trong mắt, chẳng lẽ là hoảng sợ không thôi. Những thiếu niên kia thiếu nữ, thật là nhân tộc sao? Đem bọn hắn cường giả yêu tộc đánh giết sau, thế mà ăn. Quá hung tàn. Các ngươi sợ không phải tấm khu sinh linh biến a? À? còn có thể hay không có chút nhân tính. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu yêu tộc đứng tại phương xa nhìn xem một màn này, từng cái thần sắc khẩn trương, trung lẫy bẫy, hai chân đều tại đánh bệnh sốt rét. Những này nhân tộc, đơn giản quá đáng sợ. Mà Khương Ngự tiên bọn người, hoàn toàn không để ý đến bọn hắn. Chân chính cường đại yêu tộc đã bị chém giết, còn lại một chút tiểu yêu mà thôi, cũng không đến nổi đuổi theo tận giết sạch. Nửa ngày đi qua, đám người ăn uống no đủ. Quảng trường trên mặt đất, phủ kính xốc xếch xương cốt cùng đồ nướng ký, đống lửa vẫn còn đang bốc hơi từng sợi khói xanh đám người tựa ở một chỗ trên bậc thang, nằm một loạt, sờ lấy cái bụng xỉa răng. Hoa! Ăn đến quá sung sướng. Huệ thủ đào tán thưởng một tiếng, hô to sảng khoái. Gió vô cùng, hàng huyền, dương tiêu, độc cô chính, cùng trận huyền, toàn bộ đều hít con mắt, gương mặt thỏa mãn biểu lộ. Tần vũ suối, cố phượng tiên, lăng tử yên thì thận trọng một chút, lấy khăn tay ra chùi sạch khóe miệng mở đông, cẩn thận sửa sang lấy quần áo. Thế nhưng từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đều đỏ bừng, rõ ràng cũng ăn sướng rồi. Tiểu Kim nằm ở Khương Ngự Tiên bên cạnh, giống người chắc ưu nằm, hai cánh ôm cái ốc, thật không thoải mái. Rất lâu không ăn thống khoái như vậy. Hay là muốn đi theo đại ca đi, mới có thể ăn uống cũng không lo. Hàng Huyền cảm thán nói. Bên cạnh mấy người lớn một chút đầu, cùng một đám như gà mổ thóc. Lần này, không chỉ có là thỏa mãn ham muốn ăn uống. Hơn nữa Khương Ngự Tiên tại trong nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng là tăng thêm không ít bảo dược làm gia vị, trong đó có đạt đến hoàng phẩm. Này đối đại gia tu hành đều có chỗ tốt lại thêm đại yêu huyết nhục vốn là ẩn chứa thâm hậu linh lực chỉ cần luyện hóa ra có thể để cho bọn hắn tu vi tinh tiến không ít chích chích tiểu kim kêu lên hai tiếng Khương ngự tiên nghe hiểu ý tứ của nó vật nhỏ này đòi còn muốn ăn đâu hôm nay tạm thời liền đến ở đây lần sau lại để cho ngươi ăn đủ hắn mỉm cười vỗ vỗ tiểu kim đầu lập tức sắc mặt trầm xuống nghiêm túc nói thiên yêu điện những lão già kia hẳn là cũng sắp đuổi theo tới quay đầu tìm địa phương an toàn luyện hóa lại a à. thu thập một chút chúng ta tiếp tục dắt chó Khương Ngự Tiên vung tay lên. Tại bày mưu tính kế hắn, tất cả mọi người hành động, thu lại đồ làm bếp. Sau đó không lâu, Khương Ngự Tiên lần nữa lái kim sĩ đại bằng phù văn, mang theo đám người phi tốc đi xa. Lần trước dùng một dọc đại bàn tinh huyết, năng lượng hùng hồn, xa còn không có tiêu hao hoàn tất, vừa vặn tiếp tục kích phát. Cũng liền tại sau khi rời đi bọn hắn không lâu. Tòa thành trì này bầu trời, một hồi ba động cũng bố tạo nên, nồng nặc thánh uy vô thiên cái địa, bao phủ bát phương. Trong thành vô số yêu tộc hoảng sợ, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất chính là thiên yêu điện một đám yêu thánh mang theo đông đảo đại yêu buông xuống nơi đây chỉ có điều bọn hắn lại tới chậm nhân tộc đế tử đã rời đi lần nữa không thấy bóng dáng mà nhìn thấy trong thành quảng trường tình huống thiên yêu điện sáu vị yêu thánh tại chỗ cái mũi đều cho tức điên đồ hỗn trướng nhân tộc tiểu tử dám như thế lớn ta yêu tộc vương bác đảng đơn giản đáng chết đừng để ta bắt được hắn bằng không lão phu nhất định phải hắn cầu sinh không thể muốn chết không xong từng vị yêu thánh gào thét nổi giận gào thét, sát cơ cuồng cuộn toàn bộ đại hoang giới đều biết, nhân tộc đế tử bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, bên cạnh hắn đám kia trẻ tuổi thiên kiêu, nhiều nhất tu luyện không đến trăm năm. chỉ có như vậy đoàn người, có thể tại trên lãnh địa của yêu tộc tùy ý làm vậy. bọn hắn tru diệt cường giả yêu tộc, còn tưởng là thành nguyên liệu nấu ăn, ăn vào trong bụng. quảng trường cái kia còn sót lại cho tàn, lộn xộn đầy đất thịt xương, giống như là hóa thành mãnh liệt nhất bàn tay, hung hăng quất vào thiên yêu điện trên mặt mọi người. nhất là sáu vị yêu thánh, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước tiểu tử kia thế nhưng là từ dưới mí mắt bọn hắn chạy ra ngoài bọn hắn tại yêu tộc vi vọng cùng hình tượng nhận lấy trước nay chưa có tổn hại kinh người quá đáng đơn giản kinh người quá đáng truy nhất định phải tìm đến hắn dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem hắn truy nã thiên yêu điện rất nhiều cường giả lần nữa lên đường bọn hắn nổi giận cảm xúc cuồn cuộn, không cách nào trấn định nhân tộc đế tử hành vi là vũ nhục cũng là khiêu khích chỉ cần đem chi trấn áp mới có thể rửa sạch hết thảy Thiên yêu điện mặt mũi, mới có thể nhận được phản hồi. Chỉ một thoáng, tại Yêu Thánh Cường Đại Pháp lực phía dưới, đám người phi tốt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bằng vào trong hư không dấu vết lưu lại, bọn hắn tiếp tục bày ra truy đuổi, thề phải cầm xuống nhân tộc đế tử, để cho hắn vì mình hành động, trả giá bằng máu. Cũng chính là tại Thiên yêu điện truy sát Khương Ngự tiên đám người đồng thời, Thanh Thiên bằng nhất tộc bằng vạn dặm, bằng Thanh Tiêu, bằng Thanh Vân, bằng Thanh Chi bọn người, cũng đã về tới chính mình tộc đàn. Bọn hắn tại thứ trong lúc nhất thời, tổ chức cả tộc đại hội tại bằng thanh vân nói ra phía dưới đem đại bàn xào huyệt một nhóm phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ cáo tri tộc nhân của mình dưới mắt bọn hắn phải đối mặt lựa chọn tiếp tục lưu lại yêu tộc vẫn là toàn thể thay đổi vị trí đi đến nhân tộc lãnh địa lưu lại yêu tộc đợi đến thiên yêu điện có rảnh rỗi ắt sẽ tìm bọn hắn muộn thu nợ nần dù sao đại bàn xào huyệt một nhóm bọn họ cùng nhân tộc đế tử rất thân cận người hữu tâm điều tra một phen không khó biết điểm này nói một cách khác lưu lại mà nói rất có thể gặp phải thiên yêu điện hung mảnh chế tài mà nếu như rời đi, đi đến nhân tộc, liền có thể tránh vấn đề này. Nhưng bọn hắn nhưng phải rời đi tộc đàn kéo dài vô số năm chỗ. Quan trọng nhất là, bọn hắn cùng nhân tộc đế tử ở giữa, cũng không quá mức mệnh giao tình. Mặc dù hắn hứa hẹn qua, sẽ ở trong 3.000 đạo vực che chở thanh thiên bằng nhất tộc. Nhưng đối với thanh thiên bằng nhất tộc tới nói, cái này vẫn là đang đánh cược. Đánh cược nhân tộc đế tử có độ tin cậy. Hắn, liền có thể nhận được thái cổ đại bàn tê cư hoàng kim thần thụ, làm cả thanh thiên bằng nhất tộc huyết mạch nhận được khôi phục, chỉnh thể thực lực đại tiến nếu là thua hạ tràng chỉ sợ so tồn tại yêu tộc còn thê thảm hơn đông đảo tộc lão rơi vào trầm tư trong lòng đều đang cân nhắc lợi và hại không người dám dễ dàng làm ra quyết đoán các vị tộc lão ta nguyện ý tin tưởng vị kia nhân tộc đế tử bỗng nhiên chỉ thấy bằng thanh vân đứng lên hướng xung quanh chắp tay nói